chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyền hình Hà Linh Review. Giờ hôm nay rất nóng bức, chúng ta cùng với kem mát lịt để chúng ta sảng khoái hơn. Vậy thì hãy theo chân Hà Linh thôi. Let's go. Hiện tại Hà Linh đang ở quán Mise. Chiếc cửa là một cây kem to và bắt mắt. Hãy cùng Hà Linh vào trong nhé. Wow, bên trong rất sạch sẽ và mát mẻ. Các anh chị nhân viên rất thân thiện. Trong menu có trà đào, trà sữa, kem và các loại nước uống khác. Nhưng Linh rất thích món kem trân châu đường đen vì kem có hương vị vani, ngọt vừa kèm theo những hạt trân châu dai dai, tạo nên sự hài hòa giữa các vị cộng với sự mát mẻ mà kem mang lại cho người ăn. Chúng ta vừa thưởng thức quán kem Mise rồi. Thời lượng chương trình đến đây là kết thúc. Hà Linh xin chào và hẹn gặp lại.